Thưa quý vị, những ngày đầu xuân năm mới tại các điểm du lịch tâm linh, di tích danh thắng trên địa bàn tỉnh đã thu hút nhiều du khách đến du xuân tham quan, chiêm bái, nguyện cầu những điều may mắn, bình an, hạnh phúc. Trong đó, khu di tích Dinh Cô, Long Hải, huyện Long Điền thu hút gần 10.000 lượt người. Sáng sớm mùng 2 Tết, khu di tích Dinh Cô Long Hải đã đón đông người dân địa phương và khách thập phương đến tham quan chiêm bái, cầu mong điều tốt đẹp cho mình và cho mọi người. Dinh Cô là giống như là một di tích lịch sử mà cả nước ai cũng biết đến. Thì mình là dân địa phương ở đây thì gọi là tín ngưỡng, nên là mình tin ở tâm mình như vậy. Thế nên năm nào mỗi ngày mùng 2 Tết thì gia đình mình đều đến đây cầu may mắn. Mấy chục năm nay đi quen rồi, cứ tới mùng 2 là phải đi chùa ở Dinh Cô, là cầu khẩn cho gia đình mình được bình an, mạnh giỏi, bá gia bá tánh được bình an, mạnh giỏi luôn. Dinh Cô đã được Bộ Văn hóa công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1995. Lễ hội Dinh Cô cũng được xếp vào một trong những sự kiện văn hóa du lịch lớn nhất trong năm của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Năm 2023, lễ hội Dinh Cô được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ẩn chứa khát vọng và niềm tin về cuộc sống thanh bình, thịnh vượng, di tích Dinh Cô ở thị trấn Long Hải, huyện Long Điền từ lâu đã trở thành điểm đến du lịch văn hóa tâm linh đầy ý nghĩa trong đời sống của người dân địa phương và nhiều du khách ở mọi miền tổ quốc. Dinh Cô thì nó có hàng trăm năm rồi. Năm nào cái giao thừa thì dân người ta cũng về đây, người ta cúng để người ta xin những cái điều bà cô gia hộ cho ta được những cái điều may mắn, tốt lành trong cuộc sống suốt cả năm. Rồi gia đình được bình an, hạnh phúc, làm ăn phát tài lên. Theo ban quản lý Dinh Cô, trong 2 ngày mùng 1 và mùng 2 Tết Giáp Thìn 2024, đã có gần 10.000 lượt khách đến đây tham quan chiêm bái.